đất này 300 mét. Quay chưa? Quay. Quay thì nói đi cho bà con người ta biết ai. Quay trực tiếp luôn phải không? Dạ, yeah. Không có này về mới đưa lên trực tiếp rồi. Đất này là 300 mét. Thổ cư 200 mét nha bà con nào muốn nhu cầu. Vậy là từ mấy ganh này. Dạ, kính chào quý cô chú anh chị em, các chưa được gặp quý cô chú anh chị em nha. Hôm nay giới thiệu đất 300 mét vuông có 200 mét thổ cư nha. Đây góc của sao từ mấy này, cái này là ăn lời. Qua tới mấy này 16 mét. Chạy qua tới mấy nhà đó luôn nha quý cô chú anh chị em. Từ mấy này, cái này là mấy mình sao đuôi. Đụng như tường này luôn. Để đứng mấy mình này quay cho giáp cái vị trí ăn lở sao đi dài ra trước. Đây ăn lở này là ở đằng sau đất nha. Miếng này bề ngang mấy, bề dài mấy anh Tư? Bề ngang 7 mét. Bề ngang 7 mét, dài dài là 40 mấy mét đó, 300 mét vuông đó. 40 mấy mét ở đằng sau có ăn lở 7 mét chạy thẳng vô có ăn lờ đi qua. 7 mét rồi có chữ lờ quẹo qua. Ừ. Tổng là 300 mét vuông á. 300 mét vuông mà có 200 thổ cư. 200 thổ cư. Ừ. À, mặt lộ luôn, mặt lộ xe luôn nha, mặt tiền luôn nha. Lộ 4 mét. Ừ. Này là bán giá nhiêu anh Tư? Này. Giờ miếng đất này bán 760. 760 mình còn thương lượng không? Không, 760 còn thì cò nữa, cho cò nữa. Vậy là chốt giá là 760 đó ha. Ờ, chốt giá. Chốt giá 760, đây có mặt tiền xong luôn. Vậy là mé xong là của người ta hả ta? Mình. Mé xong của mình luôn. Ờ. Từ miếng cột canh này qua tới miếng nhà này là 7 mét. Sao 7 mét là đất quá đẹp luôn đó. Ừ. Vuông nhất ở sao cũng lộ luôn. Cặp cặp bị lộ luôn nha. Cặp cái lộ xuống cái sông luôn. Xe tải vô được luôn. Này xe tải vô được. Đi sông ghe cát vô bơm cũng được luôn. Đường này là đi về hướng công nghiệp Trà Nóc đó hả? Về ba xe. Đường gì ba xe? Ba xe ra. Ra Trà Nóc, ra Cần Thơ luôn được nữa. Ra khu công nghiệp Trà Nóc. Đường 91B luôn. Đường này về đường Cà Lan, ga Dây Sưng, xã Dây Sưng. Ừ. Đây có mé sông luôn. Đây có mé sông luôn. Mé sông này ghe cát vô bơm thoải mái nha. Chỉ nhập tư vô luôn. Đây, quay người vô chổng. Đây vô chổng là 40 mét nha quý cô chú anh chị em. Cộng vô đủ 300 mét vuông đó. Thì từ mấy ganh cái cột này có cặp với trụ điện. Đi qua tới mấy cột đây là 7 mét chạy dài 40 mét, có ăn lờ làm sao là ăn lờ làm sao mấy mét anh Tư? Cũng 7 mét à. Ăn lờ làm sao 7 mét luôn, đất quá rộng quá đẹp luôn. Này về các biệt thự là quá đẹp luôn. Ừ, các biệt thự luôn, vòng vòng ở làm sao anh Tư mà ở nhấp cho nhà cửa vòng vòng xung quanh đông đúc. Này người ta ra các nhà giáp cho giáp còn miếng mình. Ừ. Còn cái nền này thôi à. Có mấy sông rồi các nhà mát cũng được luôn. Rồi bề ngang 7 mét, bề dài 40 mét có 200 mét thổ cư nha. Tổng cộng 300 mét đất nhưng có 200 mét thổ cư. Cặp lô xe. Xe 4 mét. Này là chính chủ luôn. Chính chủ luôn đó. Dạ, chính chủ bán. Chỉ sang tên là sao? 760. 760 triệu. Sang tên, giấy tờ rõ ràng. Ở trong nhà nó kiểu biệt thự đẹp ha. Ừ. Đất mình trước nhà kiểu biệt thự luôn. Ừ. Này thuộc xã Dây Sưng, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ nha. Từ chợ Cá Lan đi vô khoảng
gần 2 cây số, okay. Từ chợ Cá Lan vô tới vị trí đất cặp mé sông, chợ Cá Lan chạy vô của xã Dây Sưng. Xã Dây Sưng này là ấp Thế Hưng, yeah. Rồi cảm ơn quý cô chú anh chị em đã xem video. Nếu có số điện thoại anh Tư là số mấy nè? 036 4919 419. Rồi, yeah. Xin liên hệ nha. Rồi đó là chính chủ luôn nha. Còn nếu muốn ấy thì dẫn đường thì em 0396 40 0040. Quay lại số điện thoại của anh luôn nè. Đây. Đó, số điện thoại của heo gần. Đây, bán heo gần luôn, của ảnh bán heo gần luôn nha quý cô chú anh chị. À, bán số. Hai bán số luôn, muốn gọi số nào cũng được. Dạ. Yeah. Này là chủ bán đất có bán heo gần luôn. Vì các nhà khởi công mua heo mà quay heo gừng, heo quay, quay luôn cũng có luôn. Đầy đủ. Rồi dân cư vòng vòng đây cũng rất vui vẻ và đồng với nhau. Rồi cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem video nha. Xin kết thúc video.